Tổng cục Thuế cho biết 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã ban hành gần 32 triệu lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi đến người nộp thuế, đạt 100% số người nộp thuế phải thông báo. Cơ quan thuế cũng đã ban hành 174.492 quyết định cưỡng chế, thực hiện đăng công khai thông tin, công khai số tiền nợ thuế của 631.777 người nộp thuế chây ì, không nộp thuế đúng hạn với tổng số tiền là 229.294 tỷ đồng. Áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã ban hành gần 16.900 lượt thông báo với người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp nợ thuế, với số tiền nợ hơn 24.100 tỷ đồng. Qua đó thực hiện thu hồi gần 920 tỷ đồng của gần 1.500 doanh nghiệp nợ thuế.